Em xin chào cả nhà, em vườn hoa lan rừng trồng MBS. Hôm nay em trồng lại, tiếp tục lên phiên bán hàng, chia sẻ giống cho các anh chị em cô chú như mình sưu tầm. Và đặc biệt thì hôm nay lại tiếp tục là hàng 20.000 một cốc. Đó, hàng 20.000 một cốc. Cái hàng này thì em trồng chia sẻ giống nha, chia sẻ giống cho về cả nhà mình sang chậu. Mình sang chậu, một là mình ghép một giò bự để mình chơi. Đó, còn hai là mình, như dù mình muốn chơi cái giò nhỏ thì mình lại để mình dồn 2-3 cốc vào một chậu thôi. Đó, hôm nay thì em trồng sẽ lên dòng châu Như nè. Đó, dòng châu Như. Cây thì như mấy đợt sau này thì hồi đợt dịch em trồng ngưng mua bán thì cây nó đã lớn rồi, nhưng mà em trồng giờ cũng chỉ bán 20.000 một cốc thôi. Còn cái hàng này là bên em trồng là có số lượng nha, cho nên các anh chị em cô chú nha mình cứ liên hệ đặt hàng rồi em chồng chốt đơn, em chồng soạn hàng, em chồng gửi cho. Còn bên em thì nhà vườn, cho nên cái hàng nào mà chưa đạt chưa đẹp thì để lại chăm, chứ không phải là mua đi bán lại nha. Mua đi bán lại thì nhiều khi hàng đẹp hàng xấu gì thì cũng bán, chứ còn đây thì bên em chồng nhà vườn, hàng đạt thì em chồng lại xuất ra thôi. Rồi hôm nay thì em trồng lên cái mẹ tê nha. Đó, này là châu Như nè. Đó, dạ hạt châu Như. Hiện tại thì cái hàng này thì đang trồng trong cái cốc nhựa nè cả nhà. Đó, cái cốc nhựa như thế này. Cả nhà mình lấy về thì cả nhà mình bóp xung quanh nè, đẩy lên nè. Đó, cả nhà mình thấy nó trôi lên không ạ? Rồi đẩy lên sang chậu cho em nha. Rồi cho cái hàng này thì mùa tới này thì cây đạt khỏe như thế này thì nó có thể, cả nhà mình chăm đạt tốt á, thì nó lên 70-80 cm hoặc là nó lên cả mét thì bình thường. Đó. Rồi cái này thì về cả nhà mình mà muốn chơi chậu lớn á, thì cái này thì em chọn bán combo 20.000 một cốc, nhưng mà 6 cốc là 120.000. Đó, em chọn bán combo nha, cả nhà mình nhớ nha, chưa bao gồm tiền phí ship. Đó, một combo thì nó bao gồm 6 chậu. Rồi em chọn lên mẹ T1 nè. Đó, mẹ T1 thì combo nó 6 chậu như thế này. Đó, 6 chậu nó đều như thế này. 6 chậu bên này với giá 120.000. Đó, combo 6 chậu 120.000. Rồi đây cũng là combo T1 luôn nha, 6 chậu như thế này 120.000. Còn có nhiều các anh chị em cô chú nha mình là cứ hỏi là cây dài, chiều dài được bao nhiêu sen, hay là cây nó to như thế nào, thì để khỏi mất thời gian thì em chồng ước lượng cái tay đi nha. Đó, cái ngón tay này nó dài hơn cái ngón tay nha. Đó, rồi có mầm là có thể là nó dài hơn này. Đó, rồi có mầm là có thể là nó ngắn hơn. Thì cái này thì cả nhà mình cứ cây thì nó cứ tầm 6 cm đi. Đó, cứ cả nhà mình cứ như vậy đi, rồi nhận cây về nó có dài hơn thì mình thấy vui, mình thấy đã nha. Chứ còn thực tế nó trong này á, thì như ví dụ có thể là như cái cây này á, như cây này nè, là có thể là nó 10 cm rồi. Còn như cái cây này á, là nó 7-8 cm. Rồi cái cây này cũng vậy. Đó, nó cũng tầm 7-8 cm. Đó, cho nên là cứ cả nhà mình cứ biết nó là 6 cm đi, nó như vậy đi cho nó dễ nha. Rồi T1 bên đây cũng là mẹ T1 nha, dòng châu Như. Rồi tiếp theo là em sẽ lên cái T2 nè. T2 vẫn là dòng dẻ hạt châu Như. Đó, 6 chậu bên này. Đó, 120.000. Đó, bên này cũng là 6 chậu 120.000. Đó, cả nhà mình lưu ý nha, cái hàng giống với cái giá mà bên em chọn xuất ra như thế này thì cái giá nó quá là tốt rồi. Cho nên là cả nhà mình muốn mua, muốn lợi cước thì cả nhà mình gộp đơn cho nó lợi cước. Rồi tiếp theo là bên này thì em sẽ lên dòng Di Linh Xuân. Đó, dòng Di Linh Xuân 6 cốc. Đó, 6 cốc như thế này với giá cũng chỉ 120.000. Rồi bên này cũng vẫn là T3 nha. Nó vẫn là T3 này, 6 cốc 120.000. Rồi tiếp theo là dòng T4, vẫn là dòng Di Linh Xuân. Đó, em trồng lên nó nhiều cái mẻ cho các anh chị em cô chú mình dễ lựa chọn cái phong cây. Do người thì thích nó ngắn mà nó mập, còn người thì thích cây nó dài. Cho nên em trồng lên nó nhiều mẻ cho các anh chị em cô chú nhà mình dễ lựa chọn nha.
Rồi cái này T4 nè. Đó, T4 bên này cũng 6 cốc 120.000. Bên này cũng là T4 nè, 6 cốc 120.000. Đó, như cả nhà mình thấy nè, như cái cây này đi. Cây này thì chiều dài của nó cỡ tầm 6-7 cm, còn cái cây này thậm chí nó lên cả 10 cm. Rồi cây này nó cỡ 6 cm, 7 cm, 8 cm gì đó. Rồi cây này thì nó lên 10 cm, 12 cm. Đó, chứ nhưng mà em chồng bán thì cứ nói là 6 cm đi cho nó dễ. Rồi về cả nhà mình nhận hàng, nhận hàng thấy cây dài hơn thì mình thấy ok nha. Rồi tiếp theo là bên đây là dòng lá mít nha. Đó, cái dòng lá mít này cả nhà mình xem cây này. Cây quá là đẹp này. Form lá bầu tròn này, cây nhỏ. Cây mới cây giống mà cả nhà mình nhìn form lá này. Chuẩn đúng không ạ? Rồi cái dòng lá mít này là T5. Đó, T5 cứ 6 cốc như thế này 120.000. Bên đây cũng vẫn là T5 này, 6 cốc 120.000. Rồi, tiếp theo là dòng vẫn là dòng lá mít T6. Đó, 6 cốc 120.000. Bên này cũng là 6 cốc 120.000. Cả nhà mình nhìn form lá này đẹp quá đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là em sẽ lên dòng nù tam bố nha. Đó, cả nhà mình lưu ý giùm em nè, cái dòng nù tam bố này thì cây dòng nù á thì cây nó sẽ ngắn hơn. Đó, nhưng mà nó mập nù nè. Đó, cả nhà mình xem nè nha. Đó, dòng nù tam bố thì cây ngắn hơn nhưng mà mập nù. Còn cái chiều dài của nó nè, đó, cả nhà mình xem, nó tầm 2 đốt tay này thì nó khoảng tầm 5 cm gì cỡ tầm đó. Rồi dòng nù tam bố này 6 chậu 120.000. Nó bên đây là combo T7 nè. Bên đây vẫn là combo T7 nè. Đó, 6 chậu 120.000. Bên em trồng thì cái hàng này chủ yếu là chăm dòng hữu cơ là chính nha, không xài chất kích thích, cho nên về nhà mà các anh chị em cô chú nhà mình là rất là dễ chăm sóc nè. Về mình có đi phân thuốc theo các anh chị em cô chú mình vẫn bình thường, chứ còn cây nó không có bị tuột cây, nó không có bị xuống cây nha. Rồi dòng T8. T8 này, đó, bên đây cũng là combo của T8 nè. Dòng nù tam bố nha, 6 cốc 120.000. Bên này 6 cốc 120.000. Rồi tiếp theo thì em chọn sẽ lên dòng lớn hơn nha. Đó, cái dòng lớn hơn này á, thì cả nhà mình không cần phải sang chậu nha. Dòng lớn hơn này á, thì chậu để vô chậu bài bản hết rồi. Giá thể đầy đủ, phân bón ngon lành hết rồi nha. Về các anh chị em cô chú nhà mình chỉ có chiêu móc lên thôi. Chiêu móc lên rồi chăm bón thôi. Rồi cái T9. Đó, T9 này dòng nù tam bố. Dòng nù tam bố lớn hơn nè. Đó. Cái này, cái T9 này thì em chồng bán combo 4 chậu nè. Đó, 4 chậu lớn. Dòng này cả nhà lưu ý là không phải sen cốc nha. Rồi 4 chậu như thế này em bán với giá là 180.000 cho cái nù tam bố. Rồi tiếp theo em đây là em vẫn lên dòng T9 này nha. Bên đây vẫn là combo của T9. Nó nù tam bố luôn nha. Rồi 4 chậu như thế này 180.000. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cái T10. Đó, T10 này thì em bán 2 cây nha. Đó, 2 cây cho các anh chị em cô chú mình dễ sưu tầm hơn nè. T10 nù tam bố 2 cây 100.000. Rồi tiếp theo là bên đây vẫn là combo của nù tam bố nha, 2 cây 100.000 combo T10. Rồi tiếp theo là em lên cái T11. T11 là dòng ESO 4 chậu nha. Đó, 4 chậu như thế này em bán với giá là 160.000. Đó, cho combo 4 chậu T11. Rồi bên đây vẫn là combo của T11 nè, 4 chậu 160.000. Cái này á, thì về cả nhà mình không cần phải sen cốc đâu. Cái này thì em trồng đã để cho qua chậu này là giá thể phân bón là đã đầy đủ hết rồi nè. Rồi tiếp theo là em lên T12. T12 này là châu Như, chậu lớn nè. Rồi cái này thì em bán combo 4 chậu đi. Đó, 4 chậu như thế này em bán với giá là 180.000. Cái combo T12 nha.
Đó, 4 chậu 180 ngàn. Rồi bên này vẫn là combo T12 nè, 4 chậu 180 ngàn. Rồi tiếp theo là combo T13. Đó, cái T13 này là combo nó gồm hai cái này, hai chậu nha. Đó, T13 hai chậu Châu Như với giá là 100 ngàn. Rồi bên đây vẫn là combo T13 nè, hai chậu Châu Như nè với giá là 100 ngàn. Rồi tiếp theo là T14. T14 này là dòng Di Linh. Đó, dòng Di Linh Xuân. Đó, combo nó 4 chậu như thế này. Đó, 4 chậu như thế này T14. Em bán với giá là 180 ngàn. Rồi bên đây cũng là T14 nè. Đó, em bán với giá là 180 ngàn cho cái T14 nè. Rồi tiếp theo là T15. T15 này là hai chậu nha. Đó, T15 hai chậu vẫn là dòng Di Linh Xuân, em bán với giá là 100 ngàn. Bên đây vẫn là T15 này, hai chậu 100 ngàn nha. Rồi tiếp theo là em lên T16. Này là dòng lá mít nè. Dòng lá mít cây lớn hơn. Rồi 4 chậu này em bán với giá là 180 ngàn. Đó, cho 4 chậu như thế này 180 ngàn. Rồi tiếp theo là combo vẫn là combo T16 nè, 4 chậu 180 ngàn. Đó, cho 4 chậu như thế này. Rồi đây là em lên T17. T17 này là những chậu to dài. T17 này Châu Như nha. Rồi ba chậu này em bán với giá là 240 ngàn. Đó, cho ba chậu này. Cả nhà mình lưu ý nha, cái mùa này thì dòng dẻ hạt này thì dòng thân thòng thì nó phải xuống hết lá nó mới cho hoa. Hiện tại là bắt đầu chuẩn bị cây nó xuống lá lác đác rồi đó cả nhà. Cho nên là cả nhà mình thấy mà cây nó có vàng lá, nó úa lá hay là gì thì nhiều các anh chị em cô chú mình chưa biết á, thì mình nghĩ là cái cây sao nó bị vàng lá hay nó bị bệnh nó tuột lá, chứ nhưng mà thật sự không phải đâu. Nó xuống lá để nó cho hoa đó. Rồi T18 ba chậu này em bán với giá là 201, dòng Di Linh Xuân nha. Đó, ba chậu to dài 201. Rồi tiếp theo là em lên dòng lá mít này, dòng lá mít T19 nè. Đó, ba chậu này em bán với giá là 180 ngàn. Đó, dòng lá mít cây lớn hơn này nha, 180 ngàn cho ba chậu. Rồi cái hàng này thì bên em trồng có số lượng nha các anh chị em cô chú nha, mình cứ chốt đơn nha, chốt đơn liên hệ số điện thoại 0392494 7, Zalo vẫn là số 0392494 7 luôn nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video clip sau nha.